Biêu Mập xin kính chào cô chú anh chị nha. Thì Biêu Mập xin chia sẻ cô chú anh chị cái thông tin mà cái cô xăm chỗ ở bên Mã Lai về Việt Nam gặp anh Gita, nhờ anh Gita giới thiệu luật sư để làm pháp lý kiện ni, nhưng mà làm pháp lý kiện ni không được, rồi cô ta trở về bên Mã Lai thì dùng dằn không chịu kết thúc hợp đồng. Thì tới mấy tháng sau thì mới thôi kết thúc được cái hợp đồng, mà kết thúc được hợp đồng thì cô này cổ lại không trả tiền, ăn quỵt tiền của luật sư bên đây nha. Thì Bill xin chia sẻ một số cái tin nhắn quan trọng về cái nội dung này thôi, một số tin nhắn quan trọng nội dung này. Rồi sau đó Bill Mập sẽ nói tất cả nguồn cơn của câu chuyện này nha cô chú chị. Cái đây là cái cuộc nói chuyện giữa luật sư Nga và anh Gita nha. Anh Gita nói như thế này. Anh nói chuyện với tiền rồi, nói chuyện xong rồi nên anh không ý kiến. Có nghĩa là anh Gita này nói là gì? Là cái chị xăm chỗ này đã nói chuyện với luật sư Nga xong rồi, cho nên là không ý kiến. Cho nên là cái chị luật sư Nga này mới bức xúc, mới chụp cái hình thu nhỏ nè. Đó, cái hình ở dưới này nè. Rồi Biêu Mập sẽ phóng to lên để coi chị ta nói cái gì nha. Đây là nội dung của chị ta nói này cô chú chị. Em đang đợi công ty hoàn lại cho em 5 triệu rồi em chuyển cho chị. Hợp đồng công chưa thanh lý, hôm qua nay em với chị đang thương lượng về việc thanh lý hợp đồng, mới thống nhất vào lúc trưa nay, còn phải đợi công ty làm thủ tục rồi em liên hệ người ta lấy hồ sơ về, còn bao nhiêu thứ phải làm. Chị ta rất là bức xúc, cái chị luật sư Nga này rất là bức xúc với cái việc mà ngang ngược nha. Nên là khi mà nghe anh Gita nói vậy đó, chị ta chụp liền cái cuộc mà tin nhắn mà nói chuyện với cái chị xăm chỗ này để làm cái bằng chứng cho thấy cái sự mà lương lẹo, dốc láo và ngang ngược của cái chị xăm chỗ. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục cái chị luật sư Nga này mới nhắn tin tiếp cho anh Gita nè. Chị ấy nói vậy thì em bỏ tiền túi ra để bù cho nhẹ cái đầu anh à. Cái anh Gita nói này cô chú chị. Anh cũng nói rồi, nó không chịu nghe anh cũng bó tay, thôi vậy cho nhẹ cái đầu em. Em chuyển hồ sơ trả cho nó chưa hay kêu người nhà nó qua lấy? Cái luật sư Nga mới nói nè. Em nói rồi, mai người ta mới đưa lại hồ sơ. Em sẽ gửi Grab qua bên địa chỉ, chị ấy đưa rồi bên đó sẽ trả tiền Grab. Cái anh Gita mới nói nè. Anh cũng thấy vướng vô mấy đứa này mệt mỏi. Cái luật sư Nga mới nói nè cô chú anh chị. Thôi giải quyết cho rồi anh ạ. Có nghĩa là cái chị luật sư này á là phải bỏ tiền túi ra để bù vô cái hợp đồng pháp lý đó. Tại vì cô chú chị biết là gì, ký hợp đồng mà hỗ trợ pháp lý thì mình phải đặt cọc bao nhiêu rồi giai đoạn nào đó phải đưa bao nhiêu tiền đó. Nhưng mà chị này là quỵt tiền luôn, về bên Mã Lai rồi quỵt tiền luôn, rồi ăn ngang nói ngược luôn. Thì để Bill sẽ nói rõ cái câu chuyện này một lần cho cô chú anh chị nha. Thì trước đây với cô chú anh chị, thì cái lần mà cái cô xăm chỗ này về đó, nói hẹn với Ni, gặp Ni để nói chuyện cái nãy kia rồi đó, đưa ra mấy cái cuốn sổ đỏ đó, thì lần đó là Bill có lên clip, Bill nói là gì? Thật chất cho cô ta không phải về để tranh luận với Ni, không phải về để xô ra mấy cái sổ đỏ, mà thật chất cho cô ta về là không phải về một mình, mà về tới 2-3 người lận. Và cái mục đích của cái cô xăm chỗ này về Việt Nam là để đi thưa Ni về một vấn đề nào đó, chứ không phải là về không, về để mà cá cược, mà khoe mấy sổ đỏ thế này thế nọ thế kia, không phải. Đó là cái cớ để cho cái cô này cổ về Việt Nam cho nó gọi là có cái cớ hợp pháp thôi. Nhưng mà Bill nói thật với cô chú chị là Bill không có nói dốc. Là thời điểm đó Bill biết là cô này liên hệ
với guitar, nhờ guitar nhắc đến văn phòng luật sư, giới thiệu luật sư quen cho cô ta làm, để đưa hồ sơ để cho bên luật sư người ta nghiên cứu cái này cái nọ để mà có kiện được Ni hay không đó. Thì anh này là cái người giới thiệu. Nhưng mà Bill không biết nội dung thư là cái gì nha. Không, cái đó là Bill nói thật. Bill không có Bill không có nói dốc với cô chú chị. Bill biết thư nhưng mà không biết thư nội dung gì. Không biết thư nội dung gì. Đó. Nhưng mà cái mục đích lần đó về là để đi thưa Ni. Sau này rồi á, anh Gita mới show lên những cái tin nhắn này thì mình mới biết là bên kia về là để thưa Ni về một số cái vấn đề gọi là cướp két sắt đó cô chú chị, hay là cướp két sắt đó. Nhưng mà cô chú chị biết rồi, cái câu chuyện này nó xảy ra ở bên Mã Lai, thì cái câu chuyện pháp lý này thì bên Mã Lai giải quyết chứ bên Việt Nam giải quyết không được. Chỉ một trường hợp duy nhất là cái người ở Việt Nam ủy quyền cho Ni, mà lúc đó Ni cũng ở Việt Nam, hai người gặp nhau trao đổi thông tin, rồi cái giấy ủy quyền đó Ni cầm trên tay, Ni bay qua bên Mã Lai, thì những người bên Mã Lai về Việt Nam thưa được. Tại vì sao? Tại vì cái nguồn cơn xảy ra ban đầu là ở Việt Nam chứ không phải là ở bên Mã Lai. Cái hành vi mà ý thức vi phạm pháp luật mà hoàn thành đó, có nghĩa là pháp luật có quy định có hai hành vi, một là ý thức hoàn thành và ý thức chưa hoàn thành. Cho nên là nếu mà cái trường hợp này phải là cái người ở Việt Nam thưa thì mới được, cái người ở Việt Nam thưa chị Ni mới được, còn ở bên Mã Lai là thưa không được. Những người bên Mã Lai là những người có thể về làm chứng, có thể là làm chứng thôi, chứ còn không thưa được Ni. Nhưng mà cái tụi này nó kiếm những người mà ở Việt Nam đó, là bị hại của Ni hay là có mâu thuẫn của Ni để làm đơn đó, thì kiếm không có. Kiếm không có, cho nên là theo cái yêu cầu của luật sư đó, thì không đáp ứng được. Cho nên là không kiện Ni được. Không kiện Ni được thì mới là thỏa thuận với nhau là hủy cái hợp đồng. Mà hủy cái hợp đồng á, thì phía bên luật sư Nga và văn phòng của luật sư này làm việc á, thì yêu cầu là phía con xăm chỗ là nó hoàn tất bao nhiêu phần trăm đó, về cái hợp đồng đó. Tại vì lỗi là lỗi bên con xăm chỗ, nó không cung cấp được thông tin cho phía bên luật sư, chứ không phải là luật sư người ta làm không được. Cô chú chị hiểu ý Bill Mập nói không? Có nghĩa là phía bên con xăm chỗ này nó không cung cấp được cái người ở tại Việt Nam để đứng lên thưa Ni, cho nên là người ta không mà thực hiện vấn đề pháp lý đối với Ni được. Cho nên là người ta ngưng hợp đồng. Ngưng hợp đồng thì con này nó nói ngang nó ngược, nó không trả tiền luôn à. Nhưng mà cái tiền còn cái người mà luật sư á, mà làm việc trực tiếp với cô này á, còn phải bỏ tiền túi ra để bù đắp một khoản vô cái hợp đồng đó cho cái văn phòng luật sư của cô ta đang làm. Cái phí á cô chú chị thì rất là cao, rất là đai, rất là cay, rất là cay cái cô mà xăm chỗ này. Như vậy một lần nữa thì cô chú chị thấy là cái gì? Cô này ăn ngang nói ngược, cô này không có tin được. Nhưng mà Bill không biết là lý do gì sao phía bên cô Sheet vẫn hợp tác cái con này. Phía bên thằng tiền án nó vẫn tin tưởng, nó hợp tác với cái cô này. Nó vẫn cho rằng cô này nói thật, cung cấp tài liệu thật, cung cấp thông tin thật. Nhưng mà khi mà câu chuyện này sâu chủ lại, cô chú chị thấy cái cô xăm chỗ này cùng với một số nít ở bên Mã Lai mà du khống gần Ni, mà ghi chép sắc ghi Ni bị chi nã chi tìm gì đó, hoàn toàn là những thông tin bịa đặt, những thông tin thất thiệt, những thông tin không đúng sự thật. Đó là nguồn cơn của cái câu chuyện này, là nó dọn dẹn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mục đích mấy đứa kia là muốn hạ bệ Ni, để đả cái nư, để đả cái tức, nhưng mà thực hiện không được.
À, bây giờ chuyển qua thằng tiền án, mà thằng tiền án này mà tin tưởng cái nhóm này á, mà làm tầm mậy á, thì thằng tiền án sẽ là cái thằng đi ủ tờ. Vì du khống cho Ni, cô chú chị thấy là nó nói là Ni ginh chiếc sắt nè, Ni là rửa tiền nè, Ni cướp tài sản nè, là đủ ủ tờ chưa? Trong khi đó không có bằng chứng chứng cứ. Tại vì cái con xăm chỗ này nó về Việt Nam, nó nhờ luật sư ở Việt Nam là làm một lần rồi, là không đủ bằng chứng, không đủ chứng cứ, và nó không có cái hành vi đó là vi phạm, không phải là trên lãnh thổ của Việt Nam mà ở bên Mã Lai, cho nên về Việt Nam thưa là thưa không được, mà chỉ giải quyết được là giải quyết bên Mã Lai thôi. Ừ. Thì cái tính sân si ganh ăn tức ở, cái tự cao của thằng Tử Cung á, nó bất chấp bằng mọi giá nó phải hại được Ni á, thì chưa hại được Ni nữa thì nó vô nó ủ tờ về tội vu khống chị Ni rồi. Thôi thì Biêu Mập xin phép cô chú chị là kết thúc nội dung ở đây. Rồi clip sau có gì thì trên like cô chú chị có thắc mắc thì Biêu Mập sẽ giải thích rõ hơn ha.